Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, có lẽ các bạn thí sinh cũng như các bậc phụ huynh đang gấp rút hoàn thiện những bước cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học và cao đẳng năm nay. Nhằm giúp cho học sinh có những định hướng đúng đắn khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, vừa qua, Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội đã tổ chức chương trình trải nghiệm USTH Visit 2022. Tại đây, các bạn học sinh và các vị phụ huynh đã được tham quan cơ sở vật chất của nhà trường, cũng như nhận được sự tư vấn chuyên sâu về các ngành đào tạo và cơ hội học tập cho sinh viên tại USTH. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Chuỗi sự kiện tham quan Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm cơ sở vật chất của nhà trường, trải nghiệm hệ thống phòng lab hiện đại cũng như được giải đáp các thắc mắc về chương trình đào tạo và thông tin tuyển sinh năm nay. Các chương trình đại học của trường được tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu của Pháp và châu Âu công nhận đạt chuẩn. Từ năm 2022, USTH mở chương trình đại học song bằng Việt Pháp cho 3 ngành đào tạo: công nghệ sinh học, phát triển thuốc, công nghệ thông tin và truyền thông và ngành hóa học. Theo đó, sinh viên sẽ học 2 năm đầu tại USTH và năm thứ 3 tại trường đại học đối tác của Pháp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được 2 bằng, một của USTH và một của trường đối tác Pháp. Thế mạnh của nhà trường là đào tạo chương trình mang tính quốc tế. Chương trình của nhà trường là theo tiến trình Bologna. Tiến trình Bologna nghĩa là gì? Nghĩa là đào tạo đại học trong 3 năm, thạc sĩ 2 năm và tiến sĩ 3 năm. Và cái chương trình đào tạo đó là được cái tiến trình Bologna thì được 44 nước châu Âu là chấp nhận. Toàn châu Âu là chấp nhận cái tiến trình đó. Ngoài ra thì do cái chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, do đó là cái tính quốc tế hóa của em rất là cao. Tham gia sự kiện, các bạn học sinh và các vị phụ huynh đã được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với đại diện ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giảng viên và các bạn sinh viên đang theo học tại USTH. Bên cạnh đó, các bạn học sinh và các vị phụ huynh được tư vấn và tham quan cơ sở vật chất của nhà trường, tìm hiểu các mô hình giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để có thể các bạn học sinh sớm định hướng và xây dựng kế hoạch cho bản thân trong đợt tuyển sinh năm nay. Em thấy nó khá là thú vị ạ, bởi vì là đây là một chương trình mà các bạn học sinh được kiểu tự thực hiện ạ, chứ không chỉ là kiểu xem các thầy cô thực hiện. Trước cái buổi trải nghiệm này thì em cũng đã tìm hiểu về trường và em cũng đã định hướng là sau khi học hết phổ thông thì em sẽ vào trường để em học. Thì sau buổi trải nghiệm này em cũng hiểu một cách sâu hơn về cái công việc đấy, thì nó cũng có củng cố hơn cái định hướng của em. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cơ quan chủ quản là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Liên minh hơn 30 trường đại học, tổ chức nghiên cứu Pháp và sự đầu tư của Chính phủ Việt Nam, USTH đã xây dựng được những phòng thí nghiệm liên kết quốc tế cùng nhiều tập thể nghiên cứu mạnh, quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học ưu tú, giàu kinh nghiệm tại các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, Pháp và nhiều quốc gia khác. USTH hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế với những đề tài nghiên cứu có giá trị học thuật lâu bền, có định hướng ứng dụng cao nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.